Xin chào mọi người trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm xin giới thiệu và hướng dẫn bộ DIY Lenmeca nhánh theo nhạc. Đây. Thì bộ DIY này gồm có adapter dùng để cấp nguồn này, Meca, và đây là dây kết nối USB để cấp nguồn từ cái adapter này. Phần quan trọng nhất là PCB. Đấy. Và kèm theo là các linh kiện điện tử như là bóng đèn LED. Thì ở đây bộ DIY này người ta đã chuẩn bị sẵn cho mình là đèn LED màu đỏ với LED màu xanh, ốc pin và các linh kiện khác này. Đây là đèn LED và một số linh kiện đây, diode rồi chan công tắc và cảm biến âm thanh. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành lắp ghép và hàn cái bộ DIY LED nháy theo nhạc này. Thì để hàn cái bộ này các bạn cần chuẩn bị, thứ nhất là mỏ hàn. Chiếc hàn kẹp để kẹp linh kiện, kìm cắt để cắt chân linh kiện, và một chiếc khẩu trang để đảm bảo sức khỏe cho bản thân. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn các bạn hàn các cái linh kiện lên bo mạch PCB này. Thì đây là danh sách linh kiện này. Thì mình sẽ tiến hành hàn từ trên xuống dưới. Thì các cái led này nhà cung cấp đã đưa ra là led màu, tôi là cho sẵn là led màu xanh dương với lại led màu đỏ. Thì ở đây mình có chuẩn bị thêm một số loại led màu khác này, xanh lá, màu vàng, màu tím để cho nó hấp dẫn hơn. Thì các bạn có thể mua thêm các loại led mà theo màu mình thích. Đầu tiên mình sẽ hàn con 14.7K này. Nó sẽ ở vị trí R1, R2, R4 này. Đây. Thì ở trên thân con điện trở này nó sẽ ghi là 472. Rồi, thì sau khi hàn điện trở xong, đây, hàn tất cả các điện trở xong, mình tiến hành hàn con đây, con VR50K. Rồi, thì bây giờ chúng ta tiến hành hàn tụ. Đây, tụ 4.7mm. Thì tụ này là tụ hóa, là tụ tallium. Thì cái vạch, cái đầu có vạch này sẽ là đầu dương. Đây, đầu dương, hàn vào dương đây. Thì sau khi hàn tụ tantalium xong, mình chuyển sang hàn các con tụ 22, 102, 103. Thì cái tụ này là tụ gốm, chúng ta không cần phân biệt chiều.
theo chúng ta hàn cảm biến âm thanh. Đây. Mời K1. Tiếp là chúng ta sẽ hàn transistor 9013 và 9012. Sau khi hàn chat xong, chúng ta sẽ tiến hành hàn con diode 1148 đây, diode đây. Thì chiều của diode này, cái chiều vạch màu đen này, các bạn sẽ quay sang chiều âm. Như thế này. Thì sau khi hàn diode xong, mình tiến hành hàn led. Đây, từ led 0 đến led 9 có dấu cộng ở đây. Thì các bạn để ý là led đây. Ở con led thì có một chân dài, một chân ngắn, thì là chân dài là sẽ là chân dương. Chân dương thì mình sẽ đấu vào đầu dương. Thì nhà sản xuất đã đưa ra hai màu xanh và màu đỏ, các bạn có thể cho các màu tùy thích. Ở đây mình sẽ cho các màu khác. Đây, sau khi hàn led xong, các bạn hàn công tắc, công tắc và cái sắc nguồn. Sau khi đã tiến hành hàn xong, các bạn lắp mica. Đây, mica và ốc này. Thì sau khi bóc mica xong, mình có những cái tấm như này. Thì đầu tiên các bạn lấy cái tấm mà nó có bốn cái vít ở bốn góc này, mình sẽ lấy
ốc vít loại to này. Rồi, chúng ta được một cái đế thì sẽ gắn vào cái led led không này. Và mình cầm một con ốc. Đây, như thế này. Thì ốc các bạn sẽ nhấp vào đây. Nhấp vào cái khe ở đây và đặt qua cái PCB này. Và vít xuống. Chúng ta làm tương tự với lại bên kia và các thanh còn lại. Vâng, thì sau một thời gian loay hoay hàn và lắp VK thì sản phẩm của mình cũng đã hoàn thành. Bây giờ mình sẽ chạy sản phẩm này để cho các bạn xem. Thì đây là cái để chỉnh cái độ nhạy của âm thanh, công tắc bật tắt nguồn này. Đây là mic để thu âm thanh. Và đây là jack nguồn thì mình cắm nguồn vào. Và cả công tắc về chế độ on. Thì khi có âm thanh đèn sẽ nháy theo. Đó. Bây giờ mình sẽ thử mở một bài nhạc. Thì video hướng dẫn về lắp ghép cái bộ DIY lên nhánh theo nhạc này đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video của nhóm. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.